Sau 5 năm ẩn dật, giáo sư Cù Trọng Xoay bây giờ ra sao? Giáo sư Cù Trọng Xoay là tên gọi mà Đinh Tiến Dũng có được sau khi tham gia chương trình Hỏi Xoáy Đáp Xoay. Rời Hỏi Xoáy Đáp Xoay, giáo sư Xoay nổi tiếng một thời, dành nhiều thời gian cho công việc chuyên môn của mình là viết kịch bản. Vì cuộc sống của anh khá kín tiếng, nên có rất nhiều người hâm mộ sẽ tò mò tự đặt câu hỏi, giáo sư Xoay bây giờ ra sao? Cậu bé Dũng với những trò chơi thuở nhỏ. Đinh Tiến Dũng sinh năm 1981 tại thành phố Nam Định. Tuổi thơ Đinh Tiến Dũng gắn liền với tiếng còi tầm của nhà máy dệt thời còn thịnh vượng. Không chỉ công nhân nhà máy, cuộc sống của toàn thành phố đều dựa vào điểm mốc là tiếng còi tầm. Gia đình Đinh Tiến Dũng cũng không nằm ngoài cuồng đó, dù bố mẹ anh là bác sĩ. Khi Dũng còn nhỏ, anh thường bị nhốt kín trong nhà vì không có người trông nom. Ở giai đoạn không internet, không smartphone, không tivi hay thậm chí là điện lưới còn phập phù, trẻ con ở trong nhà được cho là lựa chọn an toàn nhất. Trong khi một vài đứa bạn cùng trang lứa có thể cậy cửa chui ra ngoài chơi, cậu bé Đinh Tiến Dũng chỉ có thể nhìn theo bởi cửa đóng then cài chặt chẽ. Chính trong giai đoạn ấy, Dũng đã tìm cho mình một sở thích đặc biệt. Khi đồ chơi là món hàng xa xỉ, cậu bé Dũng tự dùng sáp nến để tạo hình các nhân vật và xây dựng được cả một xã hội bên dưới gầm giường. Cậu bé tự tạo cho cái xã hội ấy sự sinh động thông qua việc phân vai theo nội dung, những câu chuyện mà cậu hình dung ra thông qua việc quan sát cuộc sống thường ngày. Sau khi xã hội dưới gầm giường ấy bị dọn dẹp, cậu bé Dũng được mẹ cho ra ngoài chơi. Ngoài việc chơi đùa như những đứa trẻ khác, Dũng đặc biệt quan tâm tới xã hội loài kiến hay những con ong bầu. Những việc tưởng chừng như vô bổ ấy giúp Đinh Tiến Dũng có những trải nghiệm rất đặc biệt cho con đường viết kịch bản sau này, giúp anh có được lối mòn cố hữu của các tác phẩm. Hành trình từ kỹ sư nông nghiệp tới giáo sư Xoay. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Đinh Tiến Dũng đứng trước nhiều ngã rẽ và quyết định cuối cùng là trường nông nghiệp. Tuy nhiên, trong thời gian theo học, Dũng nhận thấy mình không đủ đam mê để nghiên cứu khoa học. Thay vào đó, anh nhận thấy mình thích thú hơn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ thông qua những lần tham dự hội diễn của trường. Việc đoạt giải trong một hội diễn cấp thành phố, nơi có sự tham dự của nhiều trường nghệ thuật chuyên nghiệp, giúp tôi có chút tên tuổi và kịch bản được nhiều người đặt hàng. Ở thời điểm mà mỗi bạn sinh viên dùng sỉnh với 500.000 đồng, mỗi kịch bản của tôi được trả tới 200.000 đồng. Nếu tới làm đạo diễn, tôi được trả thêm 150.000 đồng cho một buổi và thường thì 3 buổi mới xong một vở kịch. Đinh Tiến Dũng kể lại thời gian sung sức lúc còn ngồi trên giảng đường đại học. Đây là thời điểm mà chàng trai trẻ thiếu mặn mà với nông nghiệp. Ở thời điểm lương kỹ sư mới ra trường chỉ được vài trăm ngàn, việc viết kịch bản giúp anh kiếm được hơn như thế rất nhiều. Ngoài ra, ban nhạc của Dũng còn đắt hàng bằng việc góp mặt trong những đám cưới. Tuy nhiên, thời điểm Dũng cảm thấy sung mãn nhất với nghệ thuật, một gáo nước lạnh đã dội xuống đầu anh. Với khả năng nghệ thuật xuất sắc trong giới nghiệp dư, nhưng Dũng nhận thấy mình nhỏ bé và kém cỏi khi tiếp xúc với dân chuyên nghiệp. Đã có lúc, sự tự ti khiến Dũng từ bỏ nghệ thuật, không dám chơi nhạc. Tuy nhiên, đam mê với nghệ thuật kéo anh trở lại và vượt qua những mặc cảm. Ra trường, anh đầu quân về Trung ương Đoàn với sự kỳ vọng nhiều của cha mẹ. Tuy nhiên, đây là quãng thời gian khó khăn nhất khi công việc nhàm chán, mức lương bèo bọt. Mỗi khi có tiền, tôi thường rủ bạn gái đi uống nước. Tuy nhiên, bao giờ cũng để người yêu lựa chọn trước để có thể cân đối số tiền trong ví. Giờ kể lại thì đây là kỷ niệm vui, nhưng ở thời điểm đó, điều này thực sự không mấy dễ chịu. Chẳng ai muốn đi uống nước với người yêu mà còn phải làm toán. Đinh Tiến Dũng chia sẻ về quãng thời gian chỉ có hai bàn tay trắng. Năm 2005, tình cờ gặp người bạn cũ Trương Quý Hải trong một quán bia. Dũng đồng ý về đầu quân cho FPT. Tuy nhiên, sự chảnh mảng với công việc và thích văn nghệ hát hò khiến Dũng nhận thấy sự không phù hợp với công việc và chủ động chuyển sang làm việc đúng đam mê. Năm 2007, vở kịch do Dũng đạo diễn và là diễn viên đoạt giải nhất hội diễn Tương Phùng, một sự kiện thường niên của FPT. Người được mời làm giám khảo trong sự kiện là đạo diễn Đỗ Thanh Hải, sau này mời Dũng viết kịch bản Táo Quân và nhiều sự kiện khác, trong đó có chương trình Hỏi Xoáy Đáp Xoay nổi tiếng. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên nhấn thích và chia sẻ video này để ủng hộ nhóm nhé! Lần đầu tiết lộ lý do thôi làm giáo sư Xoay. Hóm hỉnh tiết lộ nguyên do khiến anh trực tiếp thủ vai nhân vật Cù Trọng Xoay do mình sáng tạo ra. Anh cho biết, nhân vật giáo sư Xoay cần có một ngoại hình ngơ ngơ, kiểu học nhiều ngộ chữ. Thật may vẻ bề ngoài của tôi đáp ứng được điều này.
Hơn nữa, phần lời thoại của vai diễn này dài, cộng với nhiều dữ kiện phải nhớ khiến diễn viên tập rất mất thời gian, do vậy anh ôm đồm luôn công việc này. Thời điểm chương trình còn phát sóng, giáo sư Xoay được xem là một trong những nhân vật cực hot và nhận được nhiều sự quan tâm từ phía khán giả. Sự hóm hình, những câu nói thâm thúy nhưng không kém phần hài hước cộng với ngoại hình bắt mắt khiến giáo sư Xoay dễ dàng chinh phục khán giả. Với mục hỏi Xoay đáp Xoay, anh quan niệm thư giãn rộng hơn việc chỉ dừng lại cười vui. Nội dung chương trình lúc thì nhảm nhí, lúc thì nghiêm túc, lúc thì triết lý, lúc lại rất ngây ngô khiến khán giả ở nhiều độ tuổi đều có thể xem được. Đôi khi nói lên những điều người ta trăn trở, người ta bức xúc và tìm một hướng giải quyết khác cho nó cũng là một cách giúp mọi người thư giãn. Năm 2012, khi chương trình đang ở đỉnh cao về lượng người theo dõi, thì giáo sư Xoay bất ngờ tuyên bố rút lui. Nhiều người đặt câu hỏi về sự ra đi đột ngột của anh, nhưng Cù Trọng Xoay chỉ trả lời đơn giản. Tham gia hỏi Xoay đáp Xoay là một công việc làm thêm của tôi, nên nếu làm xong rồi thì đi làm thêm việc khác. Sau những ồn ào quanh chuyện chia tay chương trình Hỏi Xoáy Đáp Xoay, sau này, lần đầu tiên giáo sư Xoay Đinh Tiến Dũng đã có một phần nốt khá dài với tiêu đề cạn nhằm gửi đến bạn bè và khán giả của mình thông qua fanpage. Đây gần như là câu trả lời của anh ấy cho những câu hỏi xung quanh quyết định thôi làm giáo sư Xoay. Anh cho biết nguyên nhân rút lui vì mình đã cạn vốn, những nụ cười tích cóp trong anh bấy lâu dường như đã dùng hết. Anh không thể viết nên nổi những kịch bản tốt cho chương trình như thời gian trước nữa. Bản thân anh cũng cảm thấy sự nhàm chán và lặp lại của bản thân khi cảm hứng công việc như đang ngày một đi xuống, và hơn lúc nào hết, anh biết giới hạn của mình. Để an toàn hơn, công tác kịch bản được một đội anh chị em biên tập khác viết hộ. Gánh nặng kịch bản trên vai anh giảm nhẹ hơn, nhưng bù lại phải mất thời gian để đọc và học kịch bản, thay vì ngày xưa tự viết nên nhớ luôn. Mọi việc vẫn ổn, nhưng tại thời điểm đó, trong lòng anh đã biết có lẽ cũng đã đến lúc mình phải dừng lại rồi. Từng mắc bệnh ngôi sao. Khi tôi học tại trường Đại học Nông nghiệp, anh em trong hội sinh viên và ban nhạc của trường thường gọi tôi là Dũng Vạc vì tôi chuyên thức đêm, Đinh Tiến Dũng tâm sự. Cũng trong thời kỳ này, tôi bị mắc bệnh ngôi sao, chỉ tham gia những chương trình cỡ lớn khoa hoặc trường trở lên, còn những chương trình nhỏ như lớp hay sinh nhật thì không bao giờ tham gia. Tôi nghĩ khi có một số thành công nhất định, nhiều người sẽ rất dễ bị ảo tưởng với bản thân. Năm 2001, tôi nhận được rất nhiều giải thưởng về kịch, giải sáng tác bài hát, nhận được bằng khen của Thủ tướng về hoạt động thanh niên tình nguyện. Thời kỳ đó, tôi nghĩ mình thật xuất sắc và là một ngôi sao. Ra đường, tôi luôn chú ý quan tâm đến trang phục, đi đứng vì nghĩ rằng có rất nhiều người đang nhìn mình. Nhưng thực ra chẳng ai nhìn mình cả, chỉ có mình nhìn mọi người, để ý xem có ai nhìn mình không, Đinh Tiến Dũng cười nói thêm. Trong một thời gian dài, Tiến Dũng vẫn nghĩ mình là một ngôi sao, cho đến khi từng xuống đến tận cùng của sự thất bại thì anh mới ngẫm ra thực tế. Có những con gà tưởng nhờ có tiếng gáy của mình thì mặt trời mới thức giấc. Đó là những kỷ niệm, bài học không bao giờ có thể quên được đối với Đinh Tiến Dũng. Tôi là một con gà tổ. Sinh năm 1981, tuổi Tân Dậu, giáo sư Xoay Đinh Tiến Dũng tự nhận mình là gà tổ. Cái tổ ấy được anh nhìn nhận là một ưu điểm, vì nhờ thế mà cuộc đời lại đơn giản hơn. Vì vậy, nếu được chọn, anh vẫn chọn tuổi gà, vì tôi thích sống một cuộc sống đơn giản. Rời Hỏi Xoáy Đáp Xoay, giáo sư Xoay không tiếp tục tham gia showbiz mà lui vào hậu trường. Anh thỉnh thoảng xuất hiện với vai trò người viết kịch bản cho một chương trình nào đó, chứ không tham gia diễn xuất. Năm 2015, Cù Trọng Xoay kết hôn cùng MC Hồng Nga. Hồng Nga là đồng nghiệp với Đinh Tiến Dũng, chị công tác tại Đại học FPT. Tình yêu của hai người kéo dài gần 3 năm. Ngày 30 tháng 11 năm 2016, giáo sư Xoay bất ngờ xuất hiện trở lại trên truyền thông. Với vẻ điềm tĩnh, chỉn chu thường thấy, anh vui vẻ chào hỏi mọi người nhưng lại tỏ ra khá ngại ngùng khi nhận được sự quan tâm của báo chí. Giáo sư Xoay cho hay, hiện tại anh đang có cuộc sống khá giản dị và hạnh phúc bên vợ và con trai đầu lòng. Ngay khi gặp anh, các nghệ sĩ đều hỏi kịch bản đến đâu rồi. Không còn tham gia các chương trình với vai trò diễn xuất, nhưng giáo sư Xoay lại rất được săn đón trong vai trò người viết kịch bản. Tuy nhiên, anh cũng khá kén chọn trong việc nhận lời chấp bút cho các chương trình. Theo chia sẻ của Đinh Tiến Dũng, mỗi năm anh chỉ viết khoảng 5 kịch bản để đảm bảo những sản phẩm mình viết ra đều phải có chất lượng.
một Đinh Tiến Dũng cù trọng xoay hài hước, dí dòm, lạc quan và sâu sắc, luôn không ngừng sáng tạo và làm giàu vốn sống của mình qua những trải nghiệm thực tế. Dưới góc nhìn hài hước về cuộc sống và lòng đam mê nghệ thuật bẩm sinh, hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục được thưởng thức những kịch bản hài hấp dẫn và sáng tạo trong tương lai. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!